Rồi mình đi tìm, mình đi về cái đi tìm hiểu về cái tìm kiếm mù ha. Trước khi đi tìm tìm kiếm mù thì tìm kiếm mù nó có nhiều cái giải thuật lắm, là tìm kiếm theo chiều rộng, tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo độ sâu có giới hạn, tìm kiếm sâu lặp hay là tìm kiếm giá thành đồng nhất. Nhưng mà chắc là tôi sẽ giới hạn cho mấy chị hai cái thôi, là tìm kiếm sâu với tìm kiếm rộng thôi. Còn này thì có gì thì mấy chị muốn tìm hiểu thì tôi có thể giới thiệu thêm, không thì giới thiệu này cho nó gọn cho mấy chị đỡ đỡ học nhiều thôi, tìm mấy chị nha. Rồi bây giờ mình đi cái đầu tiên là tìm kiếm theo chiều rộng, thì là DFS hay là breadth-first. Thì tìm kiếm này thì tôi giải thích cái giải thuật cho mấy chị ha. Thì đầu tiên là open, là cái mình có hai cái danh sách, cái danh sách là open chứa những cái trạng thái mà mình chuẩn bị xét, và danh sách close là chứa những trạng thái mình đã xét qua rồi ha. Thì mình đầu tiên mình sẽ đưa cái trạng thái ban đầu của mình vào trong open. Rồi trong khi mà cái danh sách open này nó khác rỗng thì mình cứ làm hoài đến khi, như là danh sách những cái trạng thái chưa xét đó nó có thì mình cứ xét xét đến khi gặp đích, hoặc là đến khi nó khác rỗng thì mình dừng lại ha. Thì trong cái open này, trong danh sách của open này, mình loại bỏ trạng thái ngoài cùng phía bên trái của nó ra khỏi open và gọi cái trạng thái đó là if. Nếu if là trạng thái đích thì mình thoát ra, mình dừng lại ha. Nếu không phải trạng thái đích thì mình phát sinh các con của if. Phát sinh các con của if nghĩa là từ cái trạng thái if này nè, mình áp dụng hết tất cả những cái trạng, những cái hành động lên cái trạng thái if này để mình sinh ra được những cái trạng thái mới ha. Rồi mình làm hết tất cả luôn, rồi mình mới đưa cái con của nó, đưa if vào flow, là đưa if là tại if mình mới xét rồi, thành ra mình đưa vào danh sách là những cái trạng thái đã xét rồi. Mình mới xét coi các con của hàng if mà mình mới tạo ra đó nó đã có trong open hoặc close chưa. Có trong open nghĩa là trong danh sách mình chuẩn bị xét, có trong close là trạng thái mình đã xét rồi. Thì nếu mà nó có thì mình xóa nó ra, mình loại bỏ những cái trạng thái đó mình không xét. Mình đưa cái con còn lại, nghĩa là mình đưa những cái trạng thái mới đó vào đầu bên phải của open, đầu bên đây của nó, rồi là mình hết. Mình mới quay trở lên cái vòng lặp while mà nó sẽ lặp lại, mình lấy ra, loại bỏ cái ngoài cùng bên trái của open ra, cứ làm hoài cho đến khi tất cả các trạng thái trong open nó hết, hoặc là mình đã tìm được trạng thái đích thì mình dừng trước đó rồi ha. Thì cái giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng này là mấy anh chị tưởng tượng, liên tưởng đến việc là ví dụ mấy anh chị đi siêu thị, mấy anh chị vô xếp hàng gì đó, nó gọi là hàng đợi, ai vào trước thì ra trước chứ không phải vào sau mà ra trước là bị quánh ha. Nghĩa là đối với tìm kiếm theo chiều rộng thì mình sẽ làm như vậy, nghĩa là những trạng thái nào đã tới trước thì sẽ được xét trước. Rồi ví dụ như ở đây, ví dụ như ở đây là một cái trạng thái A, mình xây dựng cái trạng thái A, thì từ trạng thái A này nó sinh ra được ba cái con. Nghĩa là trạng thái A là cái trạng thái bắt đầu của mình, là start của mình nè, nó không phải là trạng thái đích. Ví dụ cô cần tìm n này chẳng hạn, trạng thái đích cô là n chẳng hạn. Thì từ trạng thái A với các cái hành động tương tác lên, cái thao tác lên cái trạng thái A này, cô sinh ra được ba trạng thái là B, C, D. Thì cô mới đưa cái B, C, D này vào trong cái danh sách open, là những cái thằng cô chuẩn bị xét, cái này mới chưa có trùng gì hết. Cô đưa A này vào close. Rồi sau đó là cô mới, ở đây thì ví dụ đưa vào B, C, D tùy, ví dụ open đây. Thì đưa đưa B vô trước, thì cô xét B trước. Mấy đứa đưa là B rồi tới là C rồi tới D, thì đưa cái gì vô trước thì cô xét cái ra trước. Thì ở đây thường ví dụ hai ba cái cùng cấp thì cô đưa là cô xét theo kiểu alpha B cho nó dễ, nghĩa là xét B trước rồi tới C tới D à. Thì bây giờ A xong xét B, B nếu không phải trạng thái đích thì xét tiếp thằng C, C không phải trạng thái đích thì xét tiếp thằng D, kiểu vậy ha. Tuy nhiên là này lại vậy, bây giờ A nè sinh ra B C D, thì B mình xét B, B nó sẽ sinh ra hai trạng thái con là E với F à. Thì hai trạng thái con này nè nó đưa vào trong danh sách open mà sau sau cái hàng D, nãy B C D nè đưa E F vào bên phải của nó rồi, thì vậy thì lấy ra bên trái thì sau đó lấy C, C nó sinh ra G với H, G với H thì nó để bên trái của open, rồi sau nó mới lấy D, nó sinh ra Y với G à. Rồi nó sinh ra hết mấy cái trạng thái này, nó để đưa vào bên phải của open đó. Rồi thì mình xét D xong là xong cái cấp này nè, rồi mình tiếp tục mình xét E, E nó sinh ra K L chẳng hạn ha.
Rồi, xong thì mình sẽ ép, ép sẽ gan là m, ép xong tới g, g thì nó sinh ra trạng thái n, n là trạng thái đích thì cục sẽ dừng lại. Đó là cái cách mà nó làm. Đây có hình này cho dễ nè. Open là a là trạng thái ban đầu, a close là rỗng, thì với cái trạng thái a đó nó sinh ra bcd, đây sinh ra bcd, và close là trạng đưa vào trạng thái a của đang xét đó ha. Open là star là a, trong khi này khác rỗng nè, loại bỏ ngoài cùng bên trái của open, gọi là x, là lấy x là sinh ra cái con của nó, sinh ra bcd để đưa x vào close, đưa lên đây, loại cái con đã tồn tại trong open là không có gì cho nó đang có bcd thôi. Rồi bước thứ hai, nhà nãy tới đây rồi đúng không? Bước thứ hai là cô xét thằng B này. Đây giống nãy cô nói đó, xét thằng B. B thì nó sẽ sinh ra E với F. À, B nó sinh ra E với F thì nó đưa vào trong đây. Lô là BA, đưa xét B rồi. Rồi, sau đó thì xét C. C thì nó sinh ra G với H. Đó. G H thì nó đẩy G H lên đây. Nãy là DEF nè, DEF GH. Rồi nãy là AB thôi thì bây giờ nó có C nữa. Rồi tiếp tục lấy hàng D bên ngoài cùng ra. D đây, sinh ra EG. Đây EG để vào bên phải đây. Close này nó xét thêm thằng D vô. Sau đó nó lấy thằng E ra. E này sinh ra K L. Đó. K L thì đẩy K L vô đây. Rồi sau đó nó xét E. E rồi xin lỗi. Xét tới G. F chứ E là xét tới F, xin lỗi nha, E xét tới F. F thì xì ra L với M, mà L nó có rồi thì nó có sinh nữa. Ha, L nó có rồi nó chỉ thêm M vào đây thôi. Đó. Mình làm tới tới nếu mình tìm N thì nó qua tới G, G rồi nó sinh ra cái con N thì nó mình ngừng ha. Thì đó là cái cách. Bây giờ quay lại cái đó là ví dụ là cái cây trạng thái mình có sẵn rồi mình xét thôi, còn bây giờ mình phải sinh cái cây đó đó. Cái bài toán năm nước nè, quay trở lại bài toán năm nước hôm trước, bây giờ mình dùng chiến lược tìm kiếm hình chiều rộng thì trạng thái bắt đầu của mình là không không đúng không? Rồi bây giờ áp dụng theo cái giải thuật giải thuật của G để đây. À, theo cái giải thuật nè, đầu tiên open là cái trạng thái a không không, close là rỗng. Rồi xét A, A không không là không phải trạng thái đích, tại cô cần phải trong 6 lít thì nó không phải trạng thái đích ha. Rồi đưa A vào trong close này, xét các con của A, con của A thì cô sẽ sinh ra được hai trạng thái B và C. À, cô đổ đầy bên này, cô đổ đầy bên này ha. Các con của A không có tồn tại trong open nên mình đưa hết vào open là B và C như thế này. Rồi mình quay lên trạng thái y trên kia, rồi bây giờ cô ngừng lại, bây giờ tới mấy mấy bạn làm đi, mấy bạn làm cái bước hai giùm tôi đi. À cha quên, mấy bạn ghi lại cái giải thuật cái đi, mấy bạn muốn ghi muốn chụp tiền mấy bạn, còn không mấy thì thôi nữa câu cũng được. Và bây giờ ở đây là thôi cho ghi đi, cho ghi cái này cho nó nhớ. Qua tôi qua trở lại cái này cho nó rộng, mấy chị ghi cái giải thuật tìm kiếm thì nhiều rộng cái đi. Rồi xong rồi mình quay lại cái bài toán năm nước, rồi mấy anh chị sẽ làm cái bước kế tiếp của bài toán năm nước. Ai mà viết nhanh á thì làm tiếp cái bước 2 của bài toán năm nước rồi xong trả lời. Bài toán năm nước của mình hồi nãy là đây là trạng thái không không ha, là A trạng thái không không sinh ra hai trạng thái là B, bên này là chín không. Chín không. Rồi bên đây là C là 04 ha. Bạn nào làm xong trước rồi thì bạn ghi dùm cho cái bước 2 của mình là mình làm cái gì ha. Với cái chỗ này là C ha. Bước 1 mình làm rồi đó. À, cái lý thuyết đồ thị là mấy anh chị mấy anh chị giống như là mấy anh chị duyệt của cái cây có sẵn, còn cái này là mấy anh chị phải sinh ra trạng thái theo cái chiến lược tìm kiếm đó, nó khác ở chỗ đó. Nghĩa là cũng gần giống như lý thuyết cầu thị, nếu ai đã học rồi, những cái lớp này đã học hết rồi thì cái này nhanh, mấy anh chị dễ hiểu cái giải thuật hơn. Tuy nhiên là lý thuyết cầu thị là mấy anh chị duyệt dựa trên cái cây nó có, còn ở đây là mình sẽ tự sinh ra cái cây. Nghĩa là hồi nãy cái lúc tôi làm ví dụ là trên cái cây có, nhưng mà thực ra đây nè là mình sẽ tự sinh ra cái trạng thái cái cây tìm kiếm theo cái chiến lược tìm kiếm theo chiều rộng, nó hơi khác chút xíu nha.
Nghĩa là bây giờ tới đây rồi sinh ra cái cây tiếp theo là đi nhánh nào là tùy mấy anh chị, là đi nhánh bên đây rồi ra bao nhiêu nhánh trong đây nữa, đó là tùy tùy vào cái trạng thái mình đang xét mà mình sẽ có ra bao nhiêu nhánh ha. Thì cái này mình xây dựng cây tìm kiếm theo chiến lược tìm kiếm theo chiều rộng, còn cái kia là có cái đồ thị và mình duyệt theo chiều rộng, nó hơi khác xíu. Rồi ý là hồi nãy kêu là làm á, ví dụ bạn Vũ mới nhắn là tiếp theo là mình sẽ xét cái gì đó để chia sẻ cái cây thì mấy chị không để được rồi, mấy chị bình thường thì bắt lên bảng làm thì mấy này là mấy chị ghi trong danh sách open new close của mấy chị là gì, mấy chị xét cái trạng thái nào bây giờ ghi lên xong chưa, ghi xong rồi thì tôi qua cái ví dụ tôi làm cho chị hướng dẫn cho cái bước hai rồi để biết được. Rồi bây giờ nếu mà ai viết không kịp thì ở trên đây nó cũng có ha, tôi giải thích thêm một cái bước nữa cho mấy chị dễ làm thôi. Thì anh chị có thể ghi là, đầu tiên là ví dụ ở đây hồi nãy là bước 1, bước 1 là mình set A rồi, mình sinh ra hai trạng thái con là B, C. Thì do là trong cái hai tên này còn thế này thì mình sẽ đưa cái trạng thái B với C vào trong open nè, và close là trạng thái A nè. Thì ở đây là cái kết quả của cái bước 1 là mình như thế này. Vậy thì mình sẽ xét theo cái giải thuật của mình nè. Mình loại bỏ trạng thái ngoài cùng bên trái ổ khỏi open và gọi nó là if, nghĩa là mình xét cái trạng thái B này loại bỏ nó khỏi open ha. Và mình đưa vào B vào trong cái close ha. B không phải là trạng thái đích đó. Mình đưa vào close để mình xét tiếp. Và mình mới xét các con của B, nghĩa là mình phải sinh ra các con của B. Hồi nãy cái bài ví dụ hồi nãy là nó có sẵn cho mấy chị xét, còn cái này là mình chưa có gì hết, là mấy chị phải áp dụng cái hành động lên cái trạng thái B này để mình sinh ra được chuyển hệ trạng thái con. Là bây giờ ví dụ ở đây thì đặt ở đây là 9 nè, thì mình có thể chuyển từ mình 9 lít sang mình 4 lít, thì ở đây là mình được trạng thái D là 54, hoặc là mình có thể ở đây là làm đầy cái bình 4 lít bên đây là mình ra 94 và mình đổ bỏ cái bình 9 lít đi thì mình ra 00 ha. Thì ở đây là ví dụ như bạn bạn Vũ thì có ghi là open của mình ở bước kế tiếp là mình có C là còn cũ, cái này là ha, sao mình khác B đó là 04, sau đó mình xét D là 54 và E là 94 ha. Thì cái A này là 00 là mình có hồi nãy có chỗ nè. Loại bỏ các con của if đã tồn tại trong open hoặc close, thì A cái 00 này là cái trạng thái A là nó đã có tồn tại trong close rồi, thành ra mình không có đưa vào nữa mà mình chỉ thêm vào hai trạng thái là D và E ngay đây vào bên phải của open, vào sau cái trạng thái C thôi ha. Rồi close là AB đã set, đó là sau bước 2. Rồi bây giờ mấy bạn mấy bạn làm bước 3 giùm cho tôi, gọi là mấy bạn sẽ set cái trạng thái nào, mấy bạn tạo ra thêm được những trạng thái nào từ cái trạng thái bạn mấy bạn đang set ha. Rồi mấy bạn làm thử này. Nghĩa là này là giống giống với cái đồ thị nhưng mà không giống, bởi vì cái cây nó chưa có, bây giờ mình mới sinh ra được đây một nút, hai nút, ba nút, bốn nút, năm nút, sáu nút ha. Mình sinh ra được sáu nút rồi, bây giờ tiếp tục mình xây dựng tiếp. Mình tiếp theo để coi kiểm tra các anh chị làm đúng hay không ha. Thì bây giờ ở đây bước 3 thì open của mình hồi nãy ở cái bước 2 nãy là mình có C D E, là mình xét bên đây nè ha. Rồi close là BA. Thì bây giờ mình sẽ lấy ngoài cùng bên trái của open là mình lấy thằng C ra xét, mình lấy cái thằng này ra xét nè ha. Rồi. Thì khi mình xét trạng thái này thì mình có thể sinh ra bao nhiêu trạng thái mới. Đầu tiên là cô có thể chuyển cái từ mình 4 lít sang mình 9 lít là cô sinh ra trạng thái F. Cái kế tiếp là có thể đổ đầy cái bình 9 lít, đang là 4 lít này đổ đầy bình 9 lít, có khi là đổ bỏ cái bình 4 lít bên đây. Vậy thì cái trạng thái đổ bỏ thì nó ra 00 là trạng thái A ấy. Rồi đổ đầy bên đây thì nó ra 94, 94 là cái trạng thái mình đã có rồi nhưng mà chưa có xét. Nó là 94 là đây nè, 94 là có rồi nè. Còn A00 đây nè. Thì mình vẫn mới làm xét C không phải trạng thái đích, đưa C vào close. Rồi các con của C là có ba con mới vừa trình bày đây. Tuy nhiên là E94 và A00 là đã tồn tại. Một cái thì tồn tại trong close và một cái thì tồn tại trong open, là mình không có đưa nó vào nữa. Mình chỉ đưa cái thằng trạng thái mới là S này vào thôi. Thành ra mình có là D nè, E như cũ giữ nguyên, D với E hồi nãy giữ nguyên nè, D E còn lại nè. Thêm cái trạng thái F40 vào ha. Close thì có ABC. Đó là xong bước 3. Rồi bây giờ tới thì bạn cũng làm giống đó. Ủa mà nói nghe lại này là tự làm hay là ghi trên cái slide mà những cái slide tôi có làm hơi sớm sớm hơn xíu. Rồi. Kiếm thêm bạn nữ làm tiếp cái slide kế tiếp rồi. Tuyền đi hả? Tuyền với Mùi này làm giùm cô thử coi có trúng không, bước kế tiếp giùm cô ơi.
Tiếp theo là mình sẽ xét cái gì và mình sinh ra được những trạng thái gì. Gì mà xong sớm dữ vậy Trần Nguyên Hoàng hay gì nè? Cô đang mới là trạng thái trong open của cô bước trước và nó còn có D, E, F thì ít nhất em xét D thì nó vẫn phải có E, F nếu sao nó mất tiêu E, F và nó có G với H không vậy? D, E, F, A, B, C là cũ rồi đó Mùi ơi, em phải làm bước kế tiếp nên xét D đó, D nó sinh ra trạng thái mới gì nữa đó em? Thì ở đây là mình sẽ đưa mình xét cái trạng thái D là đây. Từ cái trạng thái D này mình sẽ có cái trạng thái gì? Hoặc là mình đổ bỏ bên đây là mình còn 0 4, hoặc là đổ bỏ bên đây là 5 0. À, đổ từ bên đây qua bên đây là 9 0. Đổ đầy cái mình bên đây là 9 4 thì là mình sinh ra được bốn trạng thái con của trạng thái D. À, các con của đây là C H B E. Thì cái này là do 0 4 là trạng thái đã có tồn tại trên đây rồi, nó tên là C, mình cũng ghi C lại nè. Rồi, cái này là mới, H là 5 0, B là 9 0 là B nè. Rồi, E là 9 4 là đây. Thì ở đây là các con đã tồn tại rồi, ví dụ như là C. Trạng thái C là tồn tại mà xét rồi luôn đó. Trạng thái là đây chưa xét, và trạng thái B là xét rồi bên đây. Đó thì mình loại hết cái con mà đã tồn tại. Bây giờ mình thêm cái con còn lại thôi, nghĩa là bây giờ ba con này là tồn tại hết rồi, mình chỉ thêm được cái trạng thái H là 5 0 thôi. Thì cái F ghê gì đó tại mấy anh chị ham dùng bài đặt ghê, tại tôi bữa hôm là tôi sửa gì đó, nó bị sót, nghĩa đây là H 5 0, nghĩa là tạo ra cái ba trạng thái này. Thêm cái trạng thái này thôi, còn mấy này trùng lại không có làm. Rồi, tiếp tục là bước 5 là mình lấy này, năm hồi nãy là mình xét D rồi nè. Thì bây giờ mình tới xét E, mấy anh chị thấy nè ha. Tìm kiếm theo chiều rộng là đầu tiên trạng thái đầu, cái nó đi ngang qua đây hết, cái nó bắt đầu đi ngang này, đi ngang tiếp tục hay là E là 94. E 94 thì nó sinh ra được hai cái trạng thái là hoặc là cô đổ bỏ bên đây hoặc là cô đổ bỏ bên đây, thì hai cái trạng thái này là C với B là nó đã tồn tại rồi, nghĩa là mình không có thêm được gì mới hết, mình không có sinh được cái trạng thái mới gì vô trong đây hết, mình chỉ chuyển từ trạng thái open qua trạng thái close thôi, không phải trạng thái đích mình cần tìm. Thì tiếp tục trong cái open là mình sẽ xét cái thằng F. F là ngay đây. Thì F này cô sẽ sinh ra mấy trạng thái, được mấy trạng thái mới, thì đầu tiên là cô bỏ đổ đổ bỏ từ bình này là cô không không, đổ đầy bình này là 9 không. Rồi cô chuyển từ bình này qua bình này là 0 4 và cô đổ đầy bình bên đây là 4 4. Thì ở đây cô sẽ có là A B C một cái trạng thái G. À, cái con của F A B C G. Thì A với B với C là đã có tồn tại rồi, muốn có xài nữa bỏ thì đưa vào G 44 vào đây thôi. À. Rồi sau khi cái trạng thái này thì tiếp tục à, là mình chỉ thấy là mình thì ngang là hết rồi nè. Bây giờ nó đi xuống tới cái thằng này đây sẽ khác H 50. Thì H 50 trạng thái này có thể làm gì? Chuyển đầy qua bên đây thì mình còn một, bỏ cái mình bên đây là mình còn không không, đổ đầy mình đây là 9 không, đổ bên đây cái đầy bên đây là 5 4. Thì ở đây là không không có rồi, 9 không cũng có rồi, 5 4 là cũng có rồi luôn, chỉ có cái trạng thái này là mới thôi nha. Đây cái con của H là liệt kê ra hết, loại bỏ những cái đã tồn tại và mình chỉ còn thêm có một cái trạng thái mới là G 14 vào trong open này là mình ra này. Rồi tiếp tục thì xét hát xong rồi thì tôi sẽ xét ghê ghê bên đây, thì từ trạng thái 44 này nè cũng có thể đổ bỏ bên đây, đổ đầy bên đây, đổ bỏ bên đây, chuyển từ bên đây qua bên đây ha, thì cô có mấy cái trạng thái này là tồn tại hết luôn rồi, có cái trạng thái này là nó mới thôi, là 8 0 là sinh ra trạng thái y. Hồi nãy G 14 này có rồi thì cũng sinh trạng thái y bên đây. Rồi thì bây giờ sinh ra trạng thái mới thì bắt đầu cũng mới xét nữa, xét G bên đây, G là này là 14, 14 nó sinh ra bốn trạng thái con, trong đó chỉ có trạng thái này là chưa xét thôi, thì cũng mới đưa nó vào trong open. À. À. Sáng này xong rồi thì sẽ chuyển tiếp là xét cái thằng này, đang xét thằng này nè. Xét cái thằng sorry. Xét cái thằng này thì xét cái thằng này nó cũng sẽ sinh ra những trạng thái con của nó.
Ví dụ như là nó sẽ sinh ra đây là gì? Bây giờ mình ghi thử dùm cô để từ trạng thái này cô có được mấy trạng thái con để mấy bạn ghi thử này. Làm nhanh quá biết mấy bạn có hiểu. Các bạn nào không thiệp kịp không? Nhã ghi dùm cho cô coi từ trạng thái y này cô có thể sinh ra được những trạng thái nào. Mình ghi dùm cô thử coi. Khánh Duy luôn hai người đi. Phan Phòng Nhã với Nguyễn Khánh Duy ghi cô được cái trạng thái con của trạng thái y đang xét 80 là cái gì? Nãy bị sai hay gì rồi? 44 chuyển qua đây là đúng rồi. Sau cái slide cái tiếp gì vậy ta? Đây là 04 nữa ha, là đúng rồi. Là bỏ cái đổ bỏ cái này rồi mình giữ cái này rồi đổ đầy lên đây, đổ bỏ lên đây, đổ từ đây qua đây 81 này. Thì nếu đúng như cái đó thì mình có thể là có trạng thái gì đây? Mình đổ đầy bên đây ha, mình đổ đầy. Đang là 8 thì mình đổ đầy thêm thì mình có 90 là một trạng thái. Rồi mình có thể đổ đầy bên kia là 84 đúng không? Mình có thể đổ đầy bên kia là 84. Mình có thể đổ bỏ đi là 00. Hoặc là mình làm cái ngược ngạo lại, nhưng mà cái này làm xong mình có xét, nhưng mình nói là các trạng thái mình có thể sinh ra được, mình lại có thể sinh lại 44 giống hồi nãy thôi, nhưng mà này thì mình sẽ đã có rồi thì mình có xét nữa thôi, mình sẽ loại bỏ thôi. Mình có thể sinh ra những trạng thái như vậy và mình chỉ làm hoài đến khi mấy anh chị tìm được trạng thái cuối cùng của mình thôi ha. Đó là cái cách là sinh các cây trạng thái. Ví dụ làm cái này từ từ thì mấy anh chị sẽ tìm được cái trạng thái. Ví dụ bên đây thì nhánh qua đây đi dài dài thì mấy anh chị sẽ tìm được trạng thái 64 chẳng hạn ha. Rồi đó là cái tìm kiếm theo chiều rộng. Bây giờ mình qua cái nữa là tìm kiếm theo chiều sâu. Tìm kiếm theo chiều sâu thì cái quy trình nó cũng giống vậy, nghĩa là đầu tiên là mình phải có open, là đưa cái trạng thái ban đầu vào trong open, rồi close là rỗng. Rồi nếu mình open này khác rỗng thì mình cứ lặp lại các bước quy trình giống vậy. Đầu tiên loại bỏ trạng thái ngoài cùng bên trái khỏi open, gọi nó là if, và mình cũng xin, nếu if không phải là cái trạng thái đích thì mình xác sinh các con của if và cũng đưa if vào close. Mà loại các con của if trong open hoặc close, nghĩa là trạng thái nào đã có rồi thì mình xét ha. Đưa, tuy nhiên nó khác chỗ này, đưa các con còn lại vào đầu bên trái của open. Hồi nãy tìm kiếm theo chiều rộng thì mình đưa bên phải của open, mình đưa vào bên này. Còn tìm kiếm theo chiều sâu là mình phải đưa bên trái của open. Thì cái này nó gọi là ngăn xếp vào sau mà ra trước. Nghĩa là cái ngăn xếp, ví dụ như là bên chị có cái chồng gì đây, thì bên chị đưa, ví dụ bên chị để sách vở hay cái vật gì bên dưới đáy của cái hộp chẳng hạn, thì mình cứ xếp vào thì cái thằng nào nó vào sau cùng thì nó lại được lấy ra trước tiên. Còn cái hàng đợi hồi nãy thì thằng nào nó vào trước thì nó ra trước, còn này là vào sau lại ra trước, nên là nó theo dạng ngang xếp ha. Rồi mình chỉ tìm ghi lại cái tìm kiếm theo chiều sâu ha, và để ý dùm cái chỗ này ha, cái chỗ ngang xếp, ví dụ còn lại vào đầu bên trái của open, còn tất cả các bước còn lại là giống nhau hết. Mình chỉ ghi lại cái này đi rồi mình làm cái ví dụ nhỏ nữa cho nó. Mình chỉ ghi xong rồi mình chỉ nhắn dùm cái tin nhắn, tôi chuyển qua cái slide bài tập kế tiếp. Mình làm qua cái dạng không gian trạng thái, cái bài toán khác, cái trạng thái, cái định nghĩa khác. Ok, cảm ơn Vũ. Thì cái này nè, này thì làm cho mình chỉ hình dung thôi, chứ còn mình phải tự sinh các trạng thái, chứ phải có cái cây này sẵn. Thì theo chiều sâu là ví dụ xét A, xong xét B, A sinh ra ba trạng thái BCD đó. Nhưng mà mình sẽ xét B, rồi B sinh ra trạng thái ES, thì mình lại xét E, E sinh ra KL, thì mình lại xét K, mình sinh tới trái cùng bên đây của nó thôi, rồi nó mới quay trở lên lại ha. Bây giờ mình làm thử, anh chị làm thử cái bài này. Rồi, làm tìm kiếm theo chiều sâu cho cái bài tập này giùm. Cho mấy anh chị 5 phút đó rồi mình giải ha. Mình đang học tìm kiếm theo chiều sâu đó, nhưng mà giờ nãy là làm bài toán là mình vẽ cái đối với là bài toán trong nước thôi, là mình một cái trạng thái của mình là có hai cái bình nước, giống nãy là mình đây là 9 với 4, bây giờ trạng thái của mình là một cái ma trận 22, thì bây giờ mình chỉ sinh ra theo cái tìm kiếm theo chiều sâu như thế nào. Mình chỉ vẽ đi rồi gì, mình chỉ chụp cái hình gửi qua được mà đúng không, gửi trong đây qua được mà đúng không?
cái này đâu có biết gì sao cả. Cho bên chị 5 phút, bên chị làm thử ha, rồi mình cùng nhau giải cái bài này. Nghe hiểu. Nhưng mà đọc dịch để thành thêm thì nó hơi bị mệt. Ví dụ mấy bạn cứ vẽ đi, mấy bạn tự vẽ lên tập đi, có thể không nộp lại cũng được, nhưng mà mấy bạn tự vẽ lên tập theo cái trình kiến theo chiều sau đi, rồi hoặc là mình có thể định nghĩa một cái trạng thái thành thành cái ví dụ cái trạng thái này nè, có thể định nghĩa theo dạng là đây là tôi sẽ viết là 3120 312 rộng 3120 là viết đó, có nghĩa là đi theo từ trên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới 3120 vậy đó. Còn trạng thái này thì mình sẽ ghi là 1230 30 cũng được. Rồi cái này là xem cái bài bạn mới làm nãy nha. Thì là vẽ cái cây trạng thái, thì đầu tiên á là cái trạng thái ban đầu của mình đây ha. À cái này không biết, cái này là không biết cái phần gì. Cái trạng thái ban đầu của mình là đây, là nó là 312 ha, giống như đây. Thì từ cái trạng thái này thì mình có thể là đưa cái ô trống qua bên trái, hoặc đưa cái ô trống qua bên trái ngay dưới đây nè. Đây là bạn đưa ô trống qua bên trái, là hoặc là đưa ô trống lên trên, đưa ô trống lên trên thì số 1 xuống dưới là bên đây ha. Còn đưa ô trống qua bên trái thì số 2 nó qua bên phải là bên đây. Thế là nhà mình sẽ sinh ra hai trạng thái con này. Rồi sau đó mình sẽ chọn, ví dụ bạn làm gì là bạn đưa cái trạng thái này vào trước nè, thì bạn chọn cái trạng thái này. Thì trạng thái này thì bạn sẽ sinh ra hai trạng thái con. Một cái trạng thái con á là đẩy cái ô trống qua đây, thì đẩy thằng 3 nó qua đây nè, thì bạn sẽ có là 213. À, nhưng mà thật ra là bạn còn thêm một cái trạng thái con là giống ở trên nữa đó ha. Hồi nãy bạn nào gửi cũng quên nè. À, là Vũ. Thì có nghĩa là tại vì mình vẽ nhanh thì thôi khỏi vẽ lại cái trạng thái đã xét rồi, nó không có vẽ. Và tiếp theo thì bạn sẽ chọn cái trạng thái này thì bạn xét tiếp. Thì nãy là đẩy cái này qua đây, thì bây giờ là bạn đẩy tiếp cái này, đẩy cái thằng 3 qua đây, ô trống qua đây, mình sinh ra một cái trạng thái mới. Từ cái trạng thái này, nếu mà bạn đẩy ô trống qua đây rồi, thì bây giờ có thể đẩy ô trống xuống dưới đây cũng được, đẩy lên 1, nhưng mà như vậy thì nó sẽ lên trạng thái cũ ở trên đây nè, nó thành trạng thái cũ. Nếu bạn không có làm, bạn cứ làm hoài cho đến khi tìm được cái trạng thái mới, và mình sẽ thấy đi thêm một cái chiều sâu. Nếu mà lỡ mình không có tìm ra là mình cứ đi sâu hoài luôn á, mất rất là nhiều thời gian. Nghĩa là cái bài này rất là nhỏ, thì mình thấy mình đi sâu lên 1 bước, 2 bước, 3 bước, cũng 5-6 bước mới tới được cái trạng thái đích. Nhưng mà lỡ mình tìm sai thì nó sẽ lâu hơn ha. Thì bây giờ ở đây ví dụ này thì vẽ cho kỹ cho mấy anh chị coi. Ví dụ đây là trạng thái ban đầu của mình nè, thì sinh ra hai trạng thái con là giống như hồi nãy bạn làm. Rồi tuy nhiên là ở đây là cô làm vậy, có nghĩa là là cô ghi luôn lại, có nghĩa là từ cái hành động này cũng phải sinh ra được hai trạng thái tiếp theo, hai trạng thái con của B á. Tuy nhiên đây nó chỉ có một cái trạng thái mới thôi, còn cái trạng thái mà cô để màu trắng này là trạng thái cũ đã tồn tại rồi, đây là A nè, đã có rồi. Và tiếp theo thì nó sinh ra một trạng thái mới, một trạng thái cũ thôi ha. Thì ví dụ đây là sinh ra trạng thái mới và trạng thái này là trạng thái cũ. Cái này cũng chưa có phải đích thì mình tiếp tục mình đi nữa. Nên là đây, ví dụ mình chọn đây, đây là ham B nè, rồi nè, nền B. Rồi thì bây giờ cái B này thì cô có thể dịch chuyển cái hai lên đây, thì hai lên đây thì cô ra cái trạng thái đích là cô dừng lại. Thì cái này của cô, ví dụ cô chọn bên đây là 312, hồi nãy của bạn ngủ là cái gì cô anh này, do là bạn chọn phải không, ví dụ bạn chọn phía bên đây thì bạn đi là 1 2 3 4 5 gì 6 7 cái gì đó bạn mới tới. Còn ví dụ như cô chọn cái thằng này là trạng thái mà cô xét, thì cô chỉ cần có thêm 2-3 bước nữa là cô tìm tới thằng cái đích rồi. Thành ra cái này chiến lược tìm kiếm theo chiều rộng hay chiều sâu gì đó thì cũng có thể giúp mình tìm được cái trạng thái đích. Tuy nhiên ví dụ mình chọn đúng cái trạng thái thì mình đi đây nhanh hơn, và mình chọn nhầm thì mình đi lâu hơn, mình phải tới cái trạng thái đích của mình thôi chẳng hạn. Đó là cái không có chắc chắn là
trạng thái gì là tìm theo chiều rộng hay chiều sâu thì nó sẽ tốt hơn. Cái này là tùy vào bài toán mà mình sẽ có. Rồi bây giờ cũng cùng cái này, cũng cùng cái này với mấy bạn làm tìm kiếm theo chiều rộng coi ha. Cô trở qua đây cho mấy bạn tìm kiếm theo chiều rộng đi. Có tìm kiếm theo chiều rộng, phải có hình rồi, tìm kiếm chiều rộng làm thử coi. Làm cho quen hoặc làm bài tập ha. Thì nếu mà mình làm theo chiều rộng thì ví dụ như là ví dụ tình huống này các bạn nè, làm theo chiều rộng thì ở đây là bạn xét cái trạng thái này rồi bạn sinh ra hai trạng thái con này. Thì bây giờ bạn xét cái này trước thì tới đó bạn cũng xét bên đây. Thì sau đó thì bạn xét bên đây, bạn xét qua đây thì có thể là cái kết quả của bạn sẽ tới nhanh hơn là hồi nãy mình làm theo cái theo cái chiều sâu. Nếu bạn lỡ chọn cái này nè, thì khi bạn chọn theo chiều rộng thì nó cứ ngang qua xét hết cái tầng này thì nó sẽ đến cái tầng kia, vậy thì nó sẽ tới cái chỗ tầng, cái tầng mà này cô gặp cái gon của cô á. Nên là đây là một một lần nè ha, lần gặp cái trạng thái đầu tiên nè, cái lần cái tầng con thứ nhất nè, tầng con thứ hai, tầng con thứ ba là cô sẽ tìm được cái gon nè. Cô không có phải đi này là tới lần này là một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tới tám bước lọc này, tới đây cũng mới tìm được. Thì cái này là có thể là nó sẽ nhanh hơn xíu ha, là tùy tùy vào cái trạng thái mình sinh ra và cái định nghĩa trạng thái của mình, có thể mình sẽ tìm được cái nhanh hơn hoặc chậm hơn ha. Cái đó là không có nói trước được cái gì hết. Rồi à, mấy bạn ghi dùm cho một cái, đó là có nghĩa là cái giải thuật cho cái phần tìm kiếm theo chiều, tìm kiếm không có thông tin là nó còn, tuy nhiên là hướng dẫn mấy anh chị hai cái giải thuật đó thôi ha. Rồi nếu mà có nhiều thời gian hơn thì làm hơn, tại đây là hướng dẫn ít ít cho mấy giảm giới hạn thời gian, nội dung là xíu cho so với cái lớp tại trà cho mấy anh chị ha. Rồi mấy anh chị ghi tìm một cái ý nữa, đó là đánh giá phương pháp tìm kiếm ha. Nãy là mình đang nói là tìm kiếm theo chiều chiều rộng, tìm kiếm chiều rộng chiều sâu, nãy là tìm kiếm mù á ha. Thì các phương pháp tìm kiếm sẽ cái này mù hay là tìm kiếm thông tin đều có các cái đánh giá này hết ha. Các giải thuật tìm kiếm thường được dựa trên bốn tiêu chí là tính trọn vẹn, nghĩa là mình có tìm ra được trạng thái đích của mình hay không, là độ phức tạp về thời gian là mình mất bao lâu để mình có thể đi tìm được trạng thái đích, độ phức tạp không gian là mình cần phải lưu trữ bao nhiêu, nghĩa là mình phải vẽ cái cây rất là lớn hay như thế nào thì để mình tìm được trạng thái của mình, tính tối ưu là có đảm bảo là tìm nghiệm với hàm chi phí ít nhất hay không. Là ví dụ như cái bài ví dụ nãy đi, thì cái này là không có đâu rồi đó, tìm kiếm hiểu sâu hay làm gì cái nếu mình chọn bên đây thì nó sẽ nhanh hơn ha. Bên chị ghi dùm cái ý này, cái tiêu chí để đánh giá cái phương pháp tìm kiếm. Rồi thì ở đây là thấy này, cảm ơn các bạn. Thì ở đây là bạn bạn Vũ có gửi lại cho lớp mình đó ha, là cái đây. Nếu mà mình chị ha, tìm kiếm theo chiều sâu mà ví dụ nãy mình chị chọn theo cái chưa đã chọn thì mình chị đi ngắn, ví dụ bên đây có thêm 4 bước là xong. Còn ví dụ mình chị chọn nhầm bên bên cái trạng thái này thì chiều sâu mình chị đi 6 7 bước giống nãy 7 8 bước như hôm nãy mình nói. Còn nếu chiều rộng thì mình sẽ đi ngang qua vậy, thì thật ra cộng lại á nó cũng bằng bằng cái đi theo chiều sâu này thôi. Ví dụ đây là mình xét cái này rồi xong mình cũng phải xét trạng thái bên đây, xét trạng thái đây, rồi xét trạng thái đây thì nó cũng là 1 2 3 4 5 6 về 7 1 8 bước thì nó mới tìm ra được. Còn bên đây thì mình cũng là 1 2 3 4 5 6 7 8 bước ha. Còn nếu mà mình chiều sâu mà phía bên đây á mình mới nhanh hơn thôi ha, chứ cũng chưa biết cái nào nhanh hơn hay không nhanh hơn ha, tùy bài toán. Rồi. Tìm kiếm theo chiều sâu có giới hạn, đó là để tránh là ví dụ bây giờ bạn tìm được tới đây rồi nè. Mình tìm được tới đây rồi là tìm được, nhưng mà ví dụ lỡ cái bài toán nào đó là tìm thì chắc cả trăm bước đi mình đi sâu hoài nó không có tìm ra, nó sai cái nhánh gì đó chẳng hạn, thì người ta có gọi là tìm kiếm theo độ sâu có giới hạn, người ta cho giới hạn tới chỗ đó thôi, nó quay trở lên liên hệ chiều rộng. Rồi cái chiều sâu lập này là ví dụ mình đầu tiên mình cho chiều sâu là 1, sau đó mà không tìm được mình tăng lên chiều sâu bằng 2, không được mình tăng lên 3, 4, 5, mình lặp hoài cho đến khi mình tìm được trạng thái đích của mình thôi. Thì đó là nói thêm về cái này thôi. Ở đây là trên tinh thần là cái bài cũ, cái chương trình đại trà thì có dạy cái này thôi, giới hạn cho anh chị hai cái này thôi. Rồi bây giờ mình qua một cái nữa là tìm kiếm có thông tin ha. Anh chị đợi xíu, đẩy qua cái slide kia xíu nha.